Anh hẹn tôi đến đây có việc gì không? Anh dùng gì ạ? Y như vậy đi. Dạ. Đây là đồng xu may mắn của tôi, và nó cũng là của anh. Anh không hề thay đổi một tí nào cả. Khi đứng trước một vấn đề nan giải, anh luôn bày ra cái trò chơi đồng xu. Đó là sở thích của những người tin vào tạo hóa như tôi. Anh vẫn không quên quy luật của trò chơi chứ? Bông lúa là của tôi, hình là của anh. Bắt đầu nhé. Anh lại thua rồi. Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu thôi, nhưng anh phải trả lời thật. Bọn trẻ chúng ta đang dùng, họ đang ở đâu? Anh muốn hỏi ai? S89 và Tuyên. Họ đã chết hết rồi. Chưa được. Tôi nghĩ là họ đã phát triển và làm tốt hơn trước đây. Anh đang dọa tôi hay dọa chính mình vậy? Cả hai. Sẽ không bao giờ có sự lặp lại nào hết. Sẽ không bao giờ có kẻ thứ hai nào trở về từ địa ngục. Anh nghĩ sao khi có đến hai người trở về? Điều đó sẽ không xảy ra đâu. Tôi nghĩ đã đến lúc anh phải nói thật cho tôi biết anh đang làm gì. Họ chỉ là những con tốt trong bàn cờ mà thôi. Còn tôi mới là kẻ muốn lôi hắn ra ánh sáng hơn bất kỳ ai. Tôi mong là hắn sẽ trốn kỹ đến 20 năm nữa để anh không thể tìm ra hắn. Anh không tin tôi thì thôi. Những vết thương tật của ngày xưa còn hằn sâu trong da thịt của tôi mà. Tôi tin anh và cũng hiểu những gì anh đã trải qua. Nhưng đừng để bọn trẻ phải trải qua những chuyện tương tự như anh. Đó là nhiệm vụ họ phải làm. Nếu như lần này họ vượt qua và trở về, thì chúng ta sẽ biết tìm ra hắn ở đâu. Anh tin tôi đi. Tôi là người muốn bắt hắn hơn bất kỳ ai. Dạ mời anh. Cảm ơn. Vô đi.
bí hôn. Đàn ông các anh á thì nghĩ tụi tôi giống như là một cái trò chơi vậy đó, còn mấy anh á với phụ nữ thì như là máy in tiền vậy thôi. Mỗi một con người đều có vận mệnh riêng của mình. Tôi nhớ không, tôi đã chia sẻ điều này với cô rồi mà. Tôi được như ngày hôm nay cũng nhờ dùng mai rủi. Mai rủi hả? Ừ. Vậy không biết là anh sẽ nghĩ về chuyện của tôi ra sao? Là mai hay rủi trong hoàn cảnh tôi là kẻ thứ ba. Tôi say rồi. Không, tôi không sai. Uống đi. Để tôi. Uống đi. Là mới vừa rồi anh mời tôi mà. Tôi thấy hay là lòng tốt của anh dừng lại ở ly này rồi. Không có. Anh biết không, khi mình sai á, thấy cuộc đời này nó đẹp hơn. Uống đi. Ok. Tôi thấy anh chịu chơi đó. Anh rất là ga lăng. Mời. Mời cô. Mà anh có bạn gái chưa vậy? Tôi không có duyên với phụ nữ mà. Ừ. Vậy là bạn trai của tôi đi. Vô. Hết luôn. Tâm hồn của cô ấy đã mất từ lâu. Thật khó để cho cô ấy hiểu được những cuộc sống. Một cô gái đáng yêu thương đáng. Này đừng đón. Đợi tôi. Kệ tôi. Sao giờ này họ còn chưa về nữa anh? Nè, em đứng đây đi. Em đi tới đi lui mệt quá. Mà sao lúc nãy anh không chịu đi với anh ấy? Đi hai người rất là khó hành động. Hả? Hành động gì? Hả? Thì anh định nói là anh Liêm với cô gái đó sẽ có chuyện gì với nhau hả? Thì tình cảm nam nữ mà. Đâu có được. Anh Liêm đang làm nhiệm vụ mà. Em không thể nào để cho anh ấy sai sót như vậy đâu. Anh đâu có nói là anh Liêm làm như vậy hồi nào đâu. Anh mới chỉ nghĩ thôi mà. Ủa em hỏi nè, mà sao người đi không phải là anh? Vậy nếu anh và cô gái đó có gì với nhau, em có đồng ý không? Đồng ý con khỉ. Ủa dạ? Anh dám đi không? Chắc chắn là không dám rồi. Biết vậy thì tốt. Anh Liêm về kìa. Nè, cô cẩn thận đó. Cẩn thận. Nè, cẩn thận. Nè, từ từ thôi. Cô say quá rồi. Mấy cái cô gái tối ngày say xỉn như vậy mà mấy anh cũng thích nữa hả? Nè, anh không có thích được nghe.
Cô cẩn thận đó. Cẩn thận nha. Cái kiểu này á, chắc phải chờ tới sáng luôn quá. Hay là mình về trước đi. Chứ anh thấy như vậy là đã thành công lắm rồi. Không, em sẽ không để cho anh ấy phạm sai lầm như thế này đâu. Bây giờ để em vô coi sao. Ê, nè, nè, em hử? Em đừng có nói là em vào trong đó xem hai người làm gì đó nghe. À, thôi anh về trước đi. Em ở đây chờ anh Liêm là được rồi. Ừ, em đừng có nói là em còn... Còn gì? Không, không có gì. À, em hiểu ý của anh rồi. Thật ra em coi anh Liêm như anh trai của mình thôi. Tại vì vụ án này rất là phức tạp, cho nên em sợ anh ấy làm sai nguyên tắc. Anh đi đâu giờ? Cô nằm nghỉ đi. Em chưa nói chuyện với anh hết mà. Anh đi đâu giờ? Khuya rồi anh phải về. Ngày mai chúng ta gặp nhau. Không được. Từ ngày mai em phải làm việc cho hắn rồi. Em không còn ở đây nữa. Nhưng mà em làm việc gì? Làm cho ai? Ngày mai sẽ là một show diễn mới của đời em. Em phải làm việc cho một kẻ giấu mặt. Bởi vì hắn ta tài trợ rất là nhiều cho hình ảnh của em. Vì vậy mà em phải trả công cho hắn. Nhưng mà hắn ta là ai? Một ông trùm buôn lậu đá. Còn em, em đóng vai một người lỡ đường. Don't share. Vai diễn này hay đó. Tình hình sao rồi? Ngày mai sẽ là ngày bận rộn của chúng ta. Giờ thì về nghỉ ngơi đi. Hả? Dạ.
Anh ta thật khác biệt những người đàn ông khác. Thật thú vị. Của cô đây. Vậy bây giờ gặp tôi rồi, anh muốn gì? À, cô muốn uống với tôi vài ly không? Ừ. Mời cô. Dạ em mời anh chị. Chúc anh chị buổi tối vui vẻ. Mà anh có bạn gái chưa vậy? Ờ, tôi không có duyên với phụ nữ mà. Vậy là bạn trai của tôi đi. Vô. Mời cô. Hết luôn. Hả? Uống cà phê đi. Hả? Ủa, anh thức dậy rồi hả? Anh uống cà phê không? Để em vô pha cho anh một ly nghe. Em có vẻ bận rộn quá ha. Em thì ngày nào cũng vậy. Chỉ có là anh không quan tâm thôi. Ngày hôm qua cũng hơi say chút xíu, uống cũng hơi nhiều. Vô trong đó chắc tốn tiền lắm ha. Thì cũng không có bao nhiêu đâu. Trời đất, cô người mẫu này á, uống toàn là rượu ngoại. Người ta là người mẫu mà. Theo em, cứ bám theo cô ta như vậy hoài, chưa chắc đã khai thác được thông tin gì đâu. Nhưng đó là cách tốt nhất rồi, không còn cách nào đâu. Quốc Cường là một con cáo già, người của chúng ta cài vào đều bị hắn đánh bật ra ngoài. Vậy anh nghĩ những thông tin mà anh khai thác từ cô ấy có đáng tin cậy hay không? Cũng đáng tin đó. Đây là những thông tin được mang ra thảo luận chiều nay. Nhưng anh nghĩ chỉ thông tin từ Phương Dung không thì chưa đủ. Điều mà chúng ta cần đó là những thông tin về hoạt động của Quốc Cường và anh em ở bãi đá. Nè, chuyện đó quá đơn giản, tôi sẽ xâm nhập vào trong đó. Anh quên rồi hả? Anh Quý và anh Liêm đều đã bị đánh bật ra. Anh Liêm á thì may mắn thoát chết. Khi nào tới nơi thì gọi tính. Ừ, em đi nha. À, em có một cách. Cách gì? Nhưng mà có nguy hiểm không? Em có cách lấy thông tin từ Quốc Cường mà chúng ta không cần phải trà trộn vào trong đó. Từ cô kỹ sư của anh đó. Nè, nếu bắt đầu từ cô ấy thì em nhớ nhẹ tay, nếu không sẽ có người đau lòng đó. Nè, em làm gì thì làm, nhưng mà em hãy nhớ cô ấy cực kỳ thông minh. Em phải trình bày cho anh biết kế hoạch của em như thế nào, để anh xem có khả thi hay không thì anh mới giao nhiệm vụ cho em được.
Cô ấy là một người thường xuyên tiếp xúc với Quốc Cường, nên em sẽ gắn máy nghe lén vào người của cô ấy. Đó cũng là một ý kiến hay đó. Dạ cô chủ. Dạ cô chủ mới về. Dì Hai. Dạ. Dì Hai, ở nhà có ai tìm con không dì Hai? Dạ có, có cậu Thanh thưa cô. Con biết rồi. Sao dì nhìn ốm quá vậy? Dạ tôi đâu có sao đâu. Tôi chỉ lo cho cô thôi. Con lớn rồi, con tự biết lo cho bản thân mình. Cái quan trọng nhất bây giờ là dì Hai phải tự biết chăm sóc sức khỏe của mình. Bây giờ cô chủ đâu có còn ai thân thích nữa đâu. Tôi lo cho cô chủ lắm. Vậy bây giờ dì Hai sẽ là người thân duy nhất của con nha. Dạ. Với lại con cảm thấy bà vẫn còn ở quanh đây với chúng ta. Dạ. Dì Hai chăm sóc vườn cây của ba con tươi tốt quá. Dạ, tôi phải làm cho ông chủ vui, vì ông chủ thích ở ngoài vườn mà. Thôi, để tôi vô chuẩn bị đồ ăn cho cô chủ nghe. Không cần đâu dì Hai, con lên thay đồ rồi đi luôn. Cô ấy là không từ bỏ tìm ra nguyên nhân cái chết của ông chủ đây mà. Mình quá là vô dụng, không thể giúp gì được. Thật là trùng hợp gặp cô kỹ sư ở đây. Tôi tưởng đâu chỗ của cô là phải ở đầu thung chứ. Làm việc thì cũng phải có lúc thư giãn chứ. Còn tôi á, thì tôi khác cô. Những lúc mà tôi cảm thấy tôi thư giãn nhất là những lúc được tặng những viên đá quý như vậy nè. Cô may mắn lắm. Viên đá mà cô đang đeo á là viên ruby lớn nhất và đầu tiên mà anh Cường tìm được ở đồi thung. Sao cô biết? Đó chính là chiếc nhẫn mà anh ấy cầu hôn tôi, nhưng bị tôi từ chối. Cô yên tâm đi, tôi không phàn nàn với anh Cường về điều này đâu. Khi yêu không có nghĩa là sở hữu, giống như là cách cô sở hữu viên đá ruby trên tay cô vậy đó. Vậy là cô đã biết từ lâu chuyện của tôi và anh Cường đúng không? Tôi không ngu ngốc như cô đã nghĩ đâu. Theo cái cách mà cô nói thì tôi đã nhận ra một điều. Cô không hề yêu anh ấy, cô chỉ yêu tiền của anh ấy thôi. Tiền thì tôi không thiếu, tình thì tôi cũng không tham. Tôi với anh Cường chỉ là một mối quan hệ nhiều năm, nên rất khó để giải thích với cô bằng ngôn từ. Thời gian giữa tôi và anh Cường bên nhau đủ lâu, cho nên chúng tôi có thể bỏ qua những điều nhỏ nhặt như vậy. Mong cô hiểu. Tôi xin phép.
Cô không phải là phụ nữ. Thật đáng sợ. Sao cô ta có thể bình tĩnh đến vậy? Cô ấy đang thẳng thừng tuyên chiến với mình đây mà. Tại sao anh Cường có thể yêu một con người không có trái tim của con người như vậy chứ? Thuận lợi rồi đây. Cô ta đang ra ngoài chuẩn bị hành động. Của chị đây. Cảm ơn chị. Tôi nghĩ đây là kỷ vật, tại vì nó đẹp quá. Đây là quà kỷ niệm của ba tôi. Tôi nghĩ những vật có giá trị như vậy cô nên giữ cẩn thận hơn. Tôi biết rồi. Tôi cảm ơn chị nha. Không có gì đâu. Tôi xin phép đi trước. Em ổn hả em? Dạ ổn. Lâu lắm rồi đó, anh không thấy em ra đòn. Cứ mỗi lần thấy em á là đã con mắt luôn. Máy ghi âm gắn lên mặt dây chuyền hồi nãy có giá trị hơn cái này rất là nhiều. Ủa, tại sao lại có hai mặt dây chuyền giống nhau như vậy? Đó là bí mật của em. Anh thấy sợ em luôn rồi đó. Mai mốt mà cưới em về á, đừng có nói là em đặt máy nghe lén anh nghe. Thì để coi anh sống sao với em đã. Thôi mình về đi. Ừ.
Tôi nghĩ là chúng ta nên gác lại chuyện tranh chấp, xem ai đúng ai sai năm xưa, để tập trung cho vụ kế tiếp. Lần này phải quyết tâm bắt cho được bọn chúng. Đó là con đường ngắn nhất để lôi Emiro ra ánh sáng. Tôi đồng ý với anh, nhưng tôi khẳng định với anh một lần nữa, tôi không có sai trái trong chuyện năm xưa. Anh không sai, có nghĩa là tôi sai sao? Không nhất thiết phải phân biệt ai đúng ai sai. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta nên cùng nhau tạ tội với anh ấy, người bạn của chúng ta. Tôi đã tạ tội trong lòng vì tin vào những thông tin sai lệch. Còn anh, anh tạ tội vì điều gì đây? Tôi không có gì phải trả lời với anh hết. Trong khoảng thời gian hai người ở trong hang ổ của bọn chúng, đã có chuyện gì xảy ra? Anh kể cho tôi nghe đi. Tôi chỉ coi đó là một quá khứ mà cái chết lúc nào cũng cận kề. Chỉ có vậy thôi. Được, coi như tôi sẽ gác chuyện này qua một bên, chờ bắt xong bọn dần chuyện đá lậu đã. Anh dẫn đầu họ hay là tôi? Tôi biết anh thích vụ này phải không? Chỉ là tôi muốn có nhiều hơn những manh mối về người năm xưa đã gây ra nhiều thương tật cho tôi. Tôi sẽ dẫn đầu hai người cùng một tuyến đường, phối hợp với đội cơ động A1. Còn anh dẫn đầu hai người còn lại với đội cơ động B1. Tôi sẽ chọn Minh và Ngân. Anh lựa chọn đúng đó, họ là một cặp vô cùng ăn ý. Anh chọn tuyến đường trước đi. Tôi chọn tuyến đường từ khu A Chảy đến Cam Ranh. Thấp nhất như vậy, tôi sẽ đón ở Hàm Tân. Ông bạn, ông sẽ biểu diễn như thế nào? Tôi cũng muốn xem thử. Tôi cần cậu chắc chắn lại một lần nữa. Tôi sẽ đưa theo đường từ Cù Qua Chảy đến Cam Ranh để đón chuyến hàng. Cậu không được theo đường đó. Tôi đã có mật báo, đường đó đã bị bao vây. Vậy theo anh, tôi nên đi đường nào? Đừng đi những con đường có bờ biển. Nhưng tàu của tôi sẽ không vào được để lấy hàng ra Lý Sơn. Vậy thì cậu có thể vào được những nơi nào? Hàm Tân, Cam Ranh. Không được đi Hàm Tân. Cậu mà vô đường đó, bọn chúng sẽ nghiền nát cậu đó. Thông tin này chính xác chứ? Chính xác. Chỉ có những thông tin chính xác mới có thể cứu tôi khỏi bọn chúng và giúp cho tôi tồn tại tới bây giờ. Sự tồn tại của ông thật đáng sợ, và những chuyến hàng của ông cũng nguy hiểm vô cùng. Nè, cố gắng đi, tôi tin cậu sẽ làm được. Đây là cơ hội cuối cùng để cậu chứng minh mình là một người tôi có thể tin tưởng nhất. Bằng chính sự thông minh của cậu, như kế hoạch đã được thông qua, chúng ta sẽ chia làm hai nhóm. Một nhóm theo tôi chốt chặt các ngã đường về Cam Ranh,
Một nhóm sẽ theo anh Trung đi về Hàm Tân. Liêm và Phan sẽ theo đội với tôi, còn lại theo đội của anh Giáp. Rõ. Chúng ta sẽ liên lạc với nhau nếu phát hiện điều gì đó bất thường. Hiện giờ đã có một đội của hải quân tuần tra dọc bờ biển, nên chúng ta có thể yên tâm. Không có tàu thuyền nào có thể cập bến để nhận đá được. Tôi sẽ hỗ trợ anh chốt chặn ở vị trí này và vị trí này. Vì mày, hôm qua tao đi qua làng kế bên, ở đó có lễ hội vui lắm, làm tao nhớ nhà. Cẩn thận cái miệng mày, coi chừng bị lôi ra bắn đó. Làm gì bắn tao? Tao nhớ nhà chứ có tội gì đâu bắn tao. Ừ thì mày không có tội. Để người khác nghe thử xem, xem mày có bị giết không. Sao ổng không cho bắn thằng này cho rồi? Làm tụi mình ngồi đây canh chán bỏ mẹ. Chắc là ổng có ý gì đó. Ý cái gì? Nó thương tích đầy người. Thằng này chỉ có hai cách thôi. Một là quỳ lại xin tha để gia nhập nhóm của tụi mình. Hai, bắn nó đi, đỡ mất công canh thức đêm thức hôm. Ê mày, hình như có người đốt lửa kìa. Đó, có người đốt lửa kìa. Mày xuống dưới coi ai. Thôi, mày đi với tao đi. Lỡ dưới đó động người, làm sao mình tao chơi lại được. Ai canh thằng này? Mày đi đi. Thằng này bị đánh bầm dập, cửa thì khóa như vậy, nó chạy đi đâu được mà mày lo. Đi, đi với tao. Ừ, đi.